Ô tô Bùi Hiếu kính chào quý anh chị em nha. Lâu rồi em không có lên clip, nên là nguyên một nông trường xe em về rất nhiều xe luôn nhưng mà không có thời gian. Rồi hôm nay tranh thủ cái thời gian cuối tuần này lên cái clip tổng bãi, chứ cũng chưa có thời gian mà lên clip chi tiết cho quý anh chị. Thì hôm nay em lên clip tổng bãi giới thiệu tất cả các loại xe. Bên em kinh doanh từ 500kg cho tới 8 tấn và tất cả các dòng xe Hyundai, Isuzu, Mitsu, rồi xe Trung Quốc Jack, rồi Vim, Moto, rồi Phô Tông, rồi All In, kính thưa các loại luôn. Nói chung là hầm bà làng sáng cấu quý anh chị. Khởi nghiệp cũng có mà khởi nghĩa cũng có. Thôi bây giờ vô việc đi ha. Bây giờ mình vô việc đi. Đầu tiên giới thiệu con HD nè. Hyundai HD 72 đời 2015, tải trọng 3,5 tấn. Xe này thì zin cọp hết cả xe. Đây tải trọng là 3,5 tấn nha quý anh chị. Tải trọng 3,5 tấn. Xe này quý anh chị nào mà có nhu cầu, em sẽ bao xét đăng kiểm, bao rút hồ sơ, thùng là 5 bựng mỡ hông. Chiếc xe này đời 2015, để lại cho quý anh chị là 410 triệu bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Xe zin hết cả xe, xe VIP luôn. Hyundai HD 72 hàng MT nha quý anh chị. Xe này Hyundai HD 72 hàng MT. Rồi tiếp đây là cái Hyundai HD 65 đời 2011, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Tải trọng là 1,6 tấn, tổng trọng tải là 4,990 tấn. Cái xe này là thuận tiện cho quý anh chị mà đi vô mấy cái cung đường cấm nè. Xe này thùng kín nha, 4m, thùng dài là 4,4 m, có cửa mở hông, có máy lạnh đầy đủ luôn. Xe này bao đăng kiểm mới để lại cho quý anh chị là 235 triệu bao đăng kiểm mới nha. Thì xe này là thuận tiện cho quý anh chị vô mấy cái cung đường cấm mà cấm trọng tải 2 tấn nè, tổng trọng tải là 5 tấn thì mình vô ok hết. Tức là dưới xe này là tổng trọng tải dưới 5 tấn mà tải trọng thì 1,6 tấn nha. Riêng cái dòng này thì cái giá mà 235 triệu xe zin HD 65 có máy lạnh, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn, ngay chủ đứng tên luôn. Em bán rẻ còn hơn Mitsu với lại Isuzu nữa. Hyundai HD 65 mà em bán rẻ cả đó luôn. 235 triệu cho quý anh chị lựa chọn nha. Rồi tiếp đây là HD 65 luôn, đời 2011 luôn ha. Nhưng mà xe này là Đô Thành. Cái Hyundai HD 65 hàng Đô Thành nha. Tải trọng cái xe này là xe thùng lửng. Xe này gọi là xe cọp á, xuất sắc luôn quý anh chị. Nước sơn zin nguyên một con. Xe này thì chạy chụa sơ sơ thôi một tí xíu thôi. Tải trọng em nó là 1,975 tấn và tổng trọng tải 4,995 tấn, còn 5 kg nữa là tổng 5 tấn đó. Xe thùng lửng, cái thùng là sàn, cái thùng VIP miễn bàn. Xe này là xuất sắc rồi. Xe này em cũng bao đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn. Xe có máy lạnh đầy đủ luôn nha quý anh chị. Xe có máy lạnh đầy đủ luôn nha. Xe này đời 2011, xe zin hết, bao xét đăng kiểm mới. Cái này là hàng Đô Thành á, Hyundai Mighty Đô Thành. Để lại cho quý anh chị là 240 triệu nha. 240 triệu. Hyundai HD 65. Thùng lửng nha, cái này là thùng lửng nha quý anh chị. Xe thùng lửng á, rất đẹp luôn, xuất sắc. Rồi tiếp đây là Isuzu QKR 270, tải trọng là 2,9 tấn, thùng dài lọt lòng thùng là 4,4 m, thùng 5 bựng mở hông. Rồi mình quay lại một tí xíu giới thiệu công năng cái xe này chưa hết nè. Mình quên. Cái xe này là thùng dài 4,4 m luôn nha, thùng 5 bựng mở hông luôn. Xe rất đẹp, xuất sắc luôn nha. Thì 240 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn nha. 240 triệu. Riêng cái xe này nước sơn zin nguyên luôn, HD 65. Rồi QKR 270, thùng dài lọt lòng là 4,4 m, thùng 5 bựng mở hông, đời 2018, tải trọng là 2,9 tấn. Xét đăng kiểm là bao xét đăng kiểm, đang tính nói xét đăng kiểm nhưng mà hết rồi. Cho nên bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị luôn. Cái nào hết là em bao nha. Còn gần hết là em nếu mà gần hết còn tầm nửa tháng là em bao, còn nếu mà hơn tháng chưa bao đâu. Chứ còn bao là ổn luôn á. Rồi xe này giá là 365 triệu nha, 365 triệu. Xe zin cọp, bao đăng kiểm mới. Nhu cầu rút hồ sơ, có hồ sơ nhu cầu ủy quyền này, có ủy quyền cho quý anh chị luôn ha. Rồi xe này máy lạnh đầy đủ. Máy lạnh là teo luôn mà không biết teo cái gì, cái đó không biết nha. Tùy, nghĩ xong muốn nghĩ sao nghĩ. Rồi tiếp đây nè, Isuzu.
Isuzu này là cái hàng này là hàng nhập á, hàng đời đầu á, máy 4.300, thùng dài 4,5 m, đời 2007, xét đăng kiểm là tới giữa tháng 7 năm 2020 năm 2024 nha, giữa tháng 7 năm 2024. Xe zin hết cả xe, máy lạnh đầy đủ. Tải trọng em nó là 1 tấn 760 kg, tổng trọng tải là dưới 5 tấn, cũng giống như mấy chiếc HD65 thì xe này tổng trọng tải là dưới 5 tấn nè, rồi tải trọng là dưới 2 tấn nè. Thuận tiện vô mấy cái cung đường mà cấm 2 tấn giờ cao điểm hay là tổng trọng tải dưới 5 tấn thì quý anh chị đi thoải mái. Và xe này là thùng mui bạc nha quý anh chị, thùng mui bạc. Cũng quý anh chị nào có nhu cầu rút hồ sơ bao đăng kiểm, bao ủy quyền, đăng kiểm là còn nha, quên mém tí. Cái tem đăng kiểm nó mất tiêu rồi. Cái này là em đang mượn cái tem đăng kiểm để có việc xíu xíu nha. Hồi nãy tính quay vào rồi đó mà em thấy tem đâu hết á. Cái tem này thì tạm thời mình có công việc này không nên tiết lộ bí mật. Chết luôn á. Nhưng mà xe này là đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024 nha quý anh chị, giữa tháng 7. Rồi tiếp đây nè, khởi nghiệp nè quý anh chị. Xe này còn xa mới tới 100, nói vui vậy thôi chứ cũng gần gần á, bước 2 bước tới 100 luôn á. Đời 2009 nè, Vim Moto máy Kia, tải trọng là 1 tấn 25. Dòng này là dòng tấn rưỡi đó, hạ tải còn tấn 25, thùng mui bạc. Xe rất VIP, xe rất đẹp, vách inox. Cái kiểu đóng thùng của Đà Lạt mà đúng xe này xe ở Đà Lạt luôn. Kiểu đóng thùng của Đà Lạt. Xét đăng kiểm là tới tháng 10 năm 2024. Xe này xét đăng kiểm tới tháng 10 năm 2024. Quý anh chị nào mà sở hữu mấy cái xe máy Kia mà máy dầu thì chạy vô đối luôn. Chỉ cần nước nhớt đủ là bơm tới nơi luôn. Có nhiều anh chị hỏi vui Hiếu ơi, xe này anh mua chưa tới 100 triệu. Bây giờ mình đi xa có được không? Dạ thưa, cũng tùy xe. Em không bao nha, cái này nói thẳng luôn, em không bao. Nhiều khi quý anh chị vừa đi 20 cây số có vấn đề nằm đường, đó là chuyện bình thường mà. Trong khi cái cúp ben cao su giãn nở hay là cái quá trình cái cách nước, đúng không? Nhưng mà mấy vấn đề đó em Hiếu sẽ bao cho quý anh chị. Có cách em sẽ bao khắc phục cho quý anh chị nha. Tức là em bao khắc phục. Thay vì nói một cái câu mà đao to búa lớn là người ta bảo hành, nhưng mà bên Hiếu là bảo hành tới lúc hư. Nói vui thôi. Nhưng mà bảo hành trên đường đi cho quý anh chị. Có vấn đề gì trục trặc, Hiếu sẽ hỗ trợ từ A đến Z. Trả tiền, mấy phần tiền đó quý anh chị không phải trả. Tức là mình phải nói rõ bên cái lỗi của xe thì em sẽ lo từ A đến Z. Còn nếu mà lỗi của tài xế, ví dụ như tài xế mưa mới mà chạy có vấn đề gì thì bên Hiếu vẫn hỗ trợ bình thường, hỗ trợ cho khách hàng. Nhưng mà lúc đó thì ngồi lại với nhau, tại vì lỗi tài xế mà, thì có thể là bên Hiếu hỗ trợ một phần rồi bên khách hàng hỗ trợ một phần. Nói chung là hai bên đều kết hợp với nhau để mà còn làm ăn lâu dài, đúng không? Rồi vô việc tiếp nha. Isuzu 3,5 tấn, đời 2009, đầu đứng, máy điện. Xe này là thùng nhôm nguyên một con luôn. Thùng nhôm nguyên một con luôn ha. Tải trọng em này là 2,965 tấn. Thùng dài lọt lòng là 5,3 m. Xe này xe zin, máy lạnh không có. Mém tí nói máy lạnh đầy đủ là ngon luôn á. Ráp dàn lạnh không là hết hơn 10 triệu quý anh chị. Xe này là dàn lạnh không có nha. 270 triệu bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Quý anh chị có nhu cầu rút hồ sơ, ra tên, rút hồ sơ hay là ủy quyền đều được hết nha. Nha, là 270 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn. Có nhu cầu làm dàn lạnh, lấy dàn lạnh của Ford Ranger để gắn qua được không anh? Cái Ford Ranger này hả? Dàn lạnh cái Ford Ranger này mà gắn qua là ngon luôn. Ford Ranger còn bán mấy chục triệu, bán khởi nghiệp luôn. Rồi, tiếp tục nha. Cái Thaco Omac. Cái này Thaco Omac nha, chứ không phải là Thaco đi đâu. Cái này Thaco Omac nè. Thaco Omac đời 2015 nha. Máy 4GB1, máy là máy Isuzu 4GB1. Tức là khi mà em nói tới cái thông số máy thì quý anh chị mà rành về Isuzu, về mấy cái dòng xe này thì chắc chắn là biết cái dòng xe, dòng máy là chuẩn nha. Chuẩn của máy Isuzu. Tại Thaco Omac này ráp nguyên cái cục máy Isuzu máy cơ vô nha quý anh chị. Có turbo tăng áp luôn nha. Xe này đời 2015, tải trọng 1,99 tấn, tổng trọng tải là 4,99 tấn. Xét đăng kiểm là vừa mới xét xong. Tầm tháng, vừa mới xét xong tầm tháng. Tới tháng 10 năm 2024 nè nha quý anh chị. Xe này dàn vỏ lốp là miễn chê. Rồi vừa mới xét đăng kiểm một tháng thì dàn chân cẳng là làm từ A đến Z. Nói chung là dàn cái chân cẳng vỏ lốp là rất đẹp, chứ không phải chân cẳng như em đâu, nhìn chán chết. Rồi xe này em để lại cho quý anh chị là 195 triệu nha. 195 triệu. Có máy lạnh đời đầy đủ, xe này zin hết cả xe. Xe này nếu mà nói về chạy, cái này là em vừa về đi đường đất đỏ đó, em chưa rửa chứ còn rửa lên là bóng ngáo luôn.
rửa đây lên là hơi bị đẹp gái đây nè. Rồi tiếp đây là Kia K3000 đời 2011, xe zin cả xe, cứ đụng vô chiếc nào cũng zin hết cả xe. Không, nhưng mà em nói thật nha, xe nào zin em nói zin, mà xe nào tung đụng em nói tung đụng, chứ không hề hề nói phép nha. Xe này đời 2011, bao đăng kiểm mới, máy lạnh đầy đủ, xe thùng kín, thùng dài lọt lòng thùng là 3m4, có cửa mở hông, thùng inox, xe zin hết. Đời 2011, tải trọng em này là hạ tải còn 1 tấn mốt quý anh chị. Xe này cứ thùng Kia K3000 mà thùng kín là tải trọng 1 tấn mốt nha. Xe này bao đăng kiểm mới, ngay chủ đứng tên luôn. Cái này là bên em đứng tên rồi. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu, để lại cho quý anh chị là 148 triệu nha. 148 triệu. Kia K165 đời 2015, tải trọng 1 tấn 65. Nói chung là khi mà nhắc tới Kia K165, thường thường anh chị cứ nghĩ tới là 2 tấn 4, đúng không? Nhưng mà cái xe này chỉ có 1 tấn 65 thôi. Quý anh chị nào mà có nhu cầu 2 tấn 4 thì em này không đáp ứng công năng cho quý anh chị. Nhưng mà quý anh chị nào mà có nhu cầu xe dưới 2 tấn để vô tất cả các cung đường cấm giờ cao điểm, thì chính cái xe này mới là hàng hot cho quý anh chị đây. Tải trọng là 1 tấn 65. Xe này đời 2015, xe zin hết cả xe, máy lạnh đầy đủ hết. Và xe này máy lạnh đầy đủ hết, thùng dài lọt lòng là 4m5 nha. Thùng inox, thùng kín inox, có cửa mở hông, sàn inox 304 luôn nha quý anh chị. Nước sơn zin nguyên một xe. Cái này lấm tấm chày chỗ mình không tính. Nói chung lâu lâu khô một tí chày chỗ mình đâu tính được, thấy không? Chày chỗ không tính, nhưng mình cứ giả vờ mình kêu là zin nguyên một xe. Ý em nói là bên em là zin nguyên một xe, là không hề va chạm tung đụng á. Không hề va chạm tung đụng. Còn cái chuyện mà nước sơn thì nó chày tí thôi, bỏ qua, cho con người ta nói là zin nguyên xe, đúng không? Rồi cái xe này thì đúng chuẩn chỉ là vừa mới xét đăng kiểm 12 tháng 11 năm 2024. Tại vì xét đăng kiểm 6 tháng mà. Cái này là chuẩn chỉ là mới ngày thôi. Mới xét đăng kiểm mới ngày thôi quý anh chị. Nguyên dàn lốp là còn tầm 90% nha quý anh chị. Dàn lốp là VIP luôn. Đó, dàn lốp là miễn bàn luôn, VIP. Thôi mình đại diện cái nào mà mới nhất mình quay đi, còn mấy cái mà ở phía dưới nó sâu hơn tí mình đừng quay. Đại diện cái nào mới nhất quay ha. Rồi nói vui thôi, xe này để lại cho quý anh chị là 198 triệu. Lý do tại sao mà không 200, em sẵn sàng 205 triệu cơ, nhưng mà bây giờ em bớt lại một chút đỉnh để dễ bán thôi, thấy không? K165 mà nó bán giá dưới 200 triệu, 198 vẫn là dưới 200, đúng không? Đó, giá bán dưới 200 thôi, trong khi xe zin đẹp, vừa mới xét đăng kiểm, thùng inox nguyên một con từ trong ra ngoài, sàn inox 304, máy lạnh đầy đủ đời 2015, đúng không? Thì cái giá này chắc chắn là rất cạnh tranh trên thị trường. Em không dám nói em rẻ đâu, nhưng mà em nói sẽ cạnh tranh, thấy không? Em bán rẻ hơn thằng đối diện, nhưng mà khổ nỗi thằng đối diện là cái thằng chích ngừa. Cái thằng đối diện bên kia là nó tiêm chủng chích ngừa. Cho nên em rất cạnh tranh với nó luôn á, nó rẻ hơn. Rồi tiếp đây nha. Tiếp đây là Taco Towner đời 2017. Đó, xe này cái tật là zin nguyên cả xe nè. Không mà thật sự zin thật. Xe là nước sơn zin nguyên cả xe nè. Xe zin chưa hề va chạm tung đụng nè. Đời 2017, 990 kg, thùng dài là 2m45 lọt lòng nha. Thùng kín inox. Xe này máy lạnh đầy đủ luôn. Tiếng nổ máy, quý anh chị không tin, có nhu cầu chiếc xe này thì quý anh chị nổ máy cái không nghe tiếng máy luôn, tin không? Cái này em khẳng định luôn, không nghe tiếng máy luôn, đứng kế bên không nghe tiếng máy. Xe này đời 2017, xe cực kỳ zin. Cái này đèn xi lông à. À đèn xi lông. Bị lé. À đèn lé. Cái này là à, đèn bi. Cái này là dành thích xe du lịch, nhưng mà nhà mày bắt mua xe tải. À nhầm. Nên là mua về độ bên bi du lịch. Đúng rồi. Em nói câu rất chuẩn. Cái chủ xe này là rất thích xe du lịch, nhưng mà vợ bắt mua xe tải. Mua xe tải. Để có gì vừa đi chơi vừa chở hàng, công năng ở đây. Cho nên nhìn chiếc xe nè, bây giờ vô đây nè, nhìn nè, thấy không? À, trang trí là cực kỳ đẹp ha. Rồi bây giờ mình mở nội thất ra là nhìn hết hồn luôn nè. Quay cái nội thất em ơi. Đây nè. Chịu đời nổi không? Cái nội thất người ta đẹp cỡ này mà. Đúng là đam mê du lịch mà nhà bắt mua xe tải rồi, thấy chưa? Đó, nhìn vô lăng là vô lăng xe khách mà, bọc vô lăng là của xe khách mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Cứ ca lên. Đây. Súp, loa súp mở như vũ trường luôn này quý anh chị, thấy chưa? Mở này rất chịu được. Chơi mà em chưa bao giờ mở nha, cái này hên xui. Em thấy em đoán vậy thôi chứ em chưa bao giờ mở đó nè. Cái này có cống lon đựng cà phê nè, không
công năng như du lịch nè, 3D, 7D, 8D quá trời D luôn. Cảm hành trình to đùng như tivi kìa. Đấy, nguyên cái tivi ở trên này nữa nè, thấy không? Cái tivi nè, mà không biết có cái cam lùi không, cái nó không biết nha. Nói chung là mình quay sơ bộ thôi, chứ để mà quay chi tiết thì mất thời gian lắm. Tại vì ở phía sau em còn một nông trường xe nữa. Cái xe này đời 2017 máy Taco Towner. Xét đăng kiểm là tới tháng 10 năm cuối tháng 10 năm 2024. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 128 triệu nha, 128 triệu. Rồi còn cái xe này nè, cũng Taco Towner luôn nè quý anh chị. Taco Towner đời 2014. Xe này Taco Towner đời 2014. Tải trọng là 750 kg, thùng dài là 2m4. Xe này thùng dài 2m4 nha. Đời 2014, xe zin hết cả xe luôn. Đụng xe nào cũng zin hết cả xe. Nhưng mà cái này là em nói sự thật chứ không phải nó điêu đâu. Điêu chết lên luôn. Xe này xét đăng kiểm rồi, đụng chuyện rồi, hết xét đăng kiểm rồi nha. Em nhìn thấy số 5 đầu. Nhìn vô số 5 là nản rồi. Cái này bao đăng kiểm mới cho quý anh chị 82 triệu nha. 82 triệu cho quý anh chị nào khởi nghiệp. Rồi riêng mấy xe nhỏ này nha, quý anh chị nào mà có nhu cầu mở cánh dơi, bên Hiếu sẽ mở cánh dơi cho quý anh chị. Nhưng mà nói trước, bên em bao mở cánh dơi nhưng mà tiền quý anh chị bao trả. Cái này là bao mở cánh dơi để đi xét xe cho quý anh chị, nhưng mà tiền thì quý anh chị bao trả nha. Rồi theo chân em ở dưới này còn rất nhiều xe. Xe dưới này khởi nghiệp dưới 100 cũng có nè, trên 100 cũng có, mà trên mấy trăm triệu cũng có. Có hết quý anh chị. Rồi thùng lửng, thùng kèo bạc, thùng kín cũng còn rất nhiều quý anh chị. Đây xa xa có bà mẹ già, ý lộn, xa xa có cái con Vim nè quý anh chị. Vim tải trọng là 1,99 tấn đầu đứng máy Hyundai. Rồi nhân đây em có một cái anh mà anh hỏi là lúc nào lên clip thì nói rõ cho anh nghe lý do tại sao mà Vim rồi hôm nay lại giới thiệu máy Hyundai, rồi ngày mai lại Vim máy Isuzu, rồi ngày mốt máy Kia là sao Hiếu, rồi ngày kia rồi máy Hyundai HD72. Dạ thưa, đây là cái Vim nó có 4 dòng nha. Máy Kia nè, máy Hyundai như dòng này là máy Hyundai hợp tác nha. Rồi máy Isuzu là đời 2018 đổ lên nha quý anh chị. Rồi còn máy Hyundai HD72 là cái dòng xe tải lớn. Tí xíu em sẽ giới thiệu cái dòng xe tải lớn có Vim máy Hyundai HD72 cho quý anh chị. Còn riêng cái dòng tải nhỏ này là tải trọng là 1,99 tấn, tổng trọng tải là 4,990 tấn, thùng dài lọt lòng là 5 bửng mỡ hông nè, thùng dài lọt lòng thùng là 4,35 m nha, 4,35 m. Cái xe này cũng xe zin cả xe, máy lạnh đầy đủ luôn, xe zin cả xe máy lạnh đầy đủ. Xét đăng kiểm là tới tháng 10 năm 2024, tức là xe này xét đăng kiểm tầm 1 tháng ha. Xe này đời 2015 nha quý anh chị, 2015 để lại cho quý anh chị là 158 triệu. Giá rất yêu thương luôn, 158 triệu xe zin hết cả xe luôn, máy lạnh đầy đủ. Rồi tiếp đây là Vinasuki chồng đi vợ đẩy đây nè. Đó là nguyên một cái nông trường xe của em còn rất nhiều, cho nên quý anh chị ráng chuẩn bị một chút thời gian. Có thể là lựa chọn xe, quý anh chị cố gắng xem hết clip này để lựa chọn những cái xe mà quý anh chị ưng ý nha. Còn rất nhiều xe luôn. Rồi đây là nguyên một cặp là Vinasuki. Người ta nói là Vinasuki chồng đi vợ đẩy là đây, nhưng mà thực ra không đẩy đâu. Xe này hơi bị VIP đó nha. Tổng thành xe riêng xe này đời 2008, tải trọng là 1,8 tấn, thùng dài 4,35 m, thùng 5 bửng mở hông. Xe này vừa xét đăng kiểm một cái rột luôn nè, vừa mới xét đăng kiểm luôn, là ngày 14 tháng 11 năm 2024 nè. Mới xét đăng kiểm mới có mấy ngày thôi nè quý anh chị. Xe này em bán là 72 triệu nha. Quý anh chị đi về xét 6 tháng đăng kiểm. Đi hết 6 tháng thì nếu mà có hàng quý anh chị lấy lại vốn vô tư rồi. Trong vòng 6 tháng quý anh chị lấy lại vốn rồi. Thấy không? Còn riêng về máy dầu thì ai đã từng sử dụng mấy cái dòng Vinasuki hoặc là bất kỳ cái dòng xe nào, quý anh chị cứ đủ dầu đủ nhớt cho em. Đủ nước đủ nhớt là quý anh chị cứ bơm thôi, cứ đi thôi. Sáng mình ra mình kiểm tra. Chứ bây giờ mua mấy chiếc xe có mấy chục triệu thôi, quý anh chị leo lên xe giống như mấy trăm triệu không có được. Leo lên xe giống như là một chiếc xe du lịch không được. Sáng ra đề máy nổ cái là chạy luôn là không được. Mình kiểm tra xe một chút ha. Cái này là em góp ý thôi chứ không phê phán ai, chứ làm sao dám phê phán ai được. Riêng mấy cái dòng xe cỏ này, quý anh chị cứ đủ dớ nhớt, đủ nước, đủ dầu là cứ bơm kiểm tra cốt ben Amaya rồi đi là ok hết.
chỉ sở hữu chỉ có khởi nghiệp 72 triệu. Còn bớt lọc lá nữa mới ghê chứ. Xe vừa xét đăng kiểm xong, xe to đùng, tính ra là cân ký. Nói thẳng ra xe nào cũng cân ký hết, mà cân ký quan trọng ký bao nhiêu thôi, đúng không quý anh chị? Hiểu. Hả? Em hỏi này cái. Gì? Hỏi chạy máy pin hả? À, xe chạy bằng pin. Xe chạy bằng pin. Cái này không biết ai gắn cục pin vô, chắc xe này có trợ lực bằng pin. Quỷ caramel này nó cũng nhiều chuyện ghê. Rồi, xe này 72 nha. Rồi, chồng đi vợ đẩy tiếp theo nè. Chồng đi vợ đẩy này chạy bằng pin nha. Xe này đời 2013 chạy bằng pin luôn, ghê chưa? Đời 2013 đời cao chót vót luôn quý anh chị. Tải trọng cũng 1 tấn 8, thùng dài 4m3. Rồi năm bựng mở hông luôn. Thấy không? Xe cái thùng nhìn nói chung là mấy cái thùng mà năm bựng mở hông là nhìn rất rất thích. Máy chạy pin mà khác máy dây nhập. Đúng rồi, máy chạy bằng pin. Nói vui thôi quý anh chị đừng nghe nó. Này là máy chạy dầu nha, em dùng cái cục pin cứ cầm nói máy chạy bằng pin hoài. Xe này máy chạy dầu nha. Đời 2013. Tải trọng là 1 tấn 8, thùng dài 4m35 lọt lòng, thùng năm bựng mở hông luôn. Thấy không? Xe rất VIP luôn. Nói chung là xe này á, hồi nãy em bỏ qua cái xe này là tại sao em không kêu xe này là zin hết cả xe. Xe này nó có pha rồi, có pha quẹt rồi. Lúc nào mà em bỏ qua cái vụ mà zin hết cả xe là 100% là xe đó có pha quẹt rồi đó. Chứ còn xe này là zin rồi nha. Nói chứ xe này nè, Vinasuki này nè. Em bán là 92 triệu quý anh chị, 92 triệu xe zin. Đúng, xe zin hết cả xe luôn nè. Nước sơn zin nguyên luôn. Nước sơn zin nguyên luôn. Keo chỉ còn nguyên zin, xét đăng kiểm còn dài lê thê luôn tới tháng 9 năm 2024 lận quý anh chị. Thùng năm bựng mở hông đời 2013. Xe này để lại cho quý anh chị là 92 triệu nha. 92 triệu. Rồi tiếp đây nè. Em nói thiệt quý anh chị chứ nếu mà bỏ tiền ra xe mới thì mua xe mới thì cái xe này nó cũng y khuôn chiếc xe mới luôn. Thấy không? Nhìn xe này nó còn đẹp hơn em nhiều lắm luôn á. Chiếc xe này là tải trọng của em nó là 7 tấn rưỡi nè. Không, xe này quá mới rồi. Xe này mới chạy 30 mấy nghìn cây số mà gặp chủ xe cực kỳ kỹ luôn. Xe này thùng lửng nha, Thaco Olin 120 new, đời 2022, chạy 32 nghìn cây số, em vừa mới tha về tức thì luôn. Xét đăng kiểm là tới tháng 2 năm 2025 nè. Còn cái xe nói chung là xe zin dead hết cả xe, dàn vỏ lốp zin theo xe nha. Cái này là dàn vỏ lốp zin theo xe, từ hãng ba vác về là zin theo xe luôn, zin nguyên luôn. Xe này là được cái thiết kế là thùng 7 bựng mở hông, thùng lửng 7 bựng mở hông này quý anh chị. Và đặc biệt khi cái này là lên nguyên một cái sàn inox 304 luôn quý anh chị, thùng dài 6m2, lên nguyên cái sàn inox 304, riêng cái tiền sàn không là hết 20 mấy triệu quý anh chị. Riêng cái tiền sàn không là hết 20 mấy triệu nha. Lốp xe cua chưa hạ, xe này nói chung là 7 màu luôn. Cái xe này xe tải có cần cruise control thì có hết á. Không, xe này thiệt. Trời ơi, thiệt khổ. Caramel nó cười. Đây nè, lốp xe cua chưa hạ nha quý anh chị. Dấu định vị còn nguyên si. Rồi bây giờ đi em mở cái cục máy nhìn hết hồn luôn. Nói chung là xe này xe mới thì sao thì y khuôn làm vậy nè. Rồi nội thất này quý anh chị. Mở cửa ra là cái mùi của hãng Trường Hải á, nó bay vô mũi liền luôn. Mùi ông Hải anh. Không, bậy mùi ông Hải nào, mùi hãng Trường Hải chứ mùi ông Hải ai nào hửi nổi. Bậy bạ không à. Đây cái mùi của Thaco Trường Hải nha, mùi của hãng Trường Hải bay vô mũi luôn. Mới ken xà beng. Xe này cực kỳ ken. Chạy 32.000 cây số nha quý anh chị, chuẩn chỉ luôn. Còn cái vô lăng nè, gì cruise control gì tùm lum hết á, còn tích hợp vô lăng nè, thấy chưa? Như một chiếc xe du lịch đời mới mà, nó đời 2022 mà. Đúng chưa? Đúng chưa? Cái này là mùi của Trường Hải chứ không phải mùi ông Hải. Tầm bậy bạ. Đời 2022. Cái này nghe giang hồ đồn là xe mới em này. Nếu mà thùng lửng nha quý anh chị. Nếu mà thùng lửng xe mới em này là 580 triệu. Đó là chưa bao gồm lăn bánh, chỉ có là ở từ hãng thôi, báo giá thôi. Còn giá mà lăn bánh thì cái xe này nó rơi vào tầm 600 lẻ nha. 600 lẻ mấy triệu á. Còn nếu mà về là vớt thêm cái sàn thì cái sàn inox nữa là hơn 620 mấy triệu quý anh chị. 620 mấy triệu. Thì riêng xe này để quý anh chị nào mà có nhu cầu mua xe mới hoặc là mua lại xe cũ thì xe này tức là chênh nhau giữa cái giá xe cũ với xe mới thì xe này em bán 480 triệu nha. 480 triệu.
đời 2022, chạy mới chưa hết roadie, cái này còn bảo hành hãng luôn mà. Xe này còn bảo hành hãng luôn nha. Mới chạy 32.000 cây số thôi. Dàn lốp zin theo xe vẫn còn nguyên. Rồi lốp xe cua chưa hạ đất. Cái xe này là mới ken xà beng. Nói chung là mới toanh, giống như trong hãng vừa mới ra. Thì xe này tất cả các xe ở bên em, chứ tức là giá trị tầm 200 triệu đổ lên, thì em sẽ có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị, tức là vay tầm 50% nha. Còn như cái xe này có thể là mình vay tầm 60% nha. Quý anh chị nào mà có nhu cầu không đủ tài chính thì cứ alo với Hiếu, Hiếu sẽ đáp ứng những cái nhu cầu đó cho quý anh chị. Hỗ trợ ngân hàng 5-60% với điều kiện giá trị xe trên 200 triệu nha quý anh chị. Rồi xe này em để là 480 triệu cho quý anh chị nha. Rẻ hơn xe cũ nó tầm 150 triệu. Rẻ hơn xe mới tầm 150 triệu. Rồi cho nên quý anh chị xe này mới chạy chưa hết roadie mà rẻ hơn được 150 triệu. Cái này mình tiết kiệm tài chính mà, đúng không? Rồi tiếp đây nè quý anh chị. Vimoto tải trọng 1 tấn 990. Xe này là hàng hot đó quý anh chị. Xe này hàng hot và hàng hiếm luôn. Xe này thùng dài tổng chiều tải trọng là 1 tấn 99 nè, tổng trọng tải là 4 tấn 990. Cái thùng dài lọt lòng thùng nha là 6m50, thùng 5 bửng mỡ hông, xe zin hết, xe zin nguyên cả xe, máy lạnh đầy đủ, xét đăng kiểm là 15 tháng 6 năm 2024. Xe này còn 1 tháng nữa là hết đăng kiểm, máy lạnh đồ đầy đủ, xe zin hết, zin nguyên cả xe. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 200 triệu nha, 200 triệu, thùng dài 6m05 nha quý anh chị, thùng dài 6m05, thuận tiện cho quý anh chị vô mấy đường cấm nè. Rồi tổng trọng tải dưới 5 tấn là vô mấy cái thành phố mà vô ban ngày cũng được nè. Rồi chở hàng cồng kềnh nè, chở mấy cái cây sắt dài là đúng hợp lý luôn ha. Rồi cái xe này thì có khách hàng đặt cọc rồi. Còn xuống dưới này còn một nông trường xe. Đặt cọc là đặt luôn chó, sao chó làm dưới xe đặt cọc nè? Không, được rồi. Đâu có, được rồi là tặng chó hết trơn rồi. Cái clip trước quý anh chị có để ý là Hiếu có lên nguyên một bầy chó là có tặng chó. Ai mua xe tặng chó, nhưng mà người ta mua xe nhiều quá, Hiếu không kịp cho chó đẻ ra, không kịp để mà tặng nữa. Cho nên đợt này là hết chó rồi, còn mấy con giữ bãi thôi. Nha, còn hy vọng là đợt sau chó nó đẻ nhiều em sẽ tặng cho quý anh chị nha. Rồi tiếp đây nè, xe ben giá rẻ bất ngờ. Xe Vimoto. Xe này là xe ben thùng dài là 2m8 nha. Cái Vimoto này thùng dài 2m8. Tải trọng là 1 tấn 35 đời 2017. Xe này zin hết cả xe, dàn máy móc gầu cầm cầu số là miễn bàn luôn. Nước sơn zin nguyên một xe. Xét đăng kiểm là vừa mới xét xong, tới tháng 11 năm 2024. Xe ben. Xe này cái thùng là miễn bàn rồi. Tại vì như xe mới mà có chở cái gì đâu. Đời 2017 mà nhìn như chiếc xe mới luôn, không chở gì hết. Thì quý anh chị nào có nhu cầu em để lại 120 triệu cho quý anh chị nha. Đây cái xe nhìn nè, gầm nè, máy nè. Thấy không? Mà ben này là ben cơ nha, chứ không phải ben điện nha. Thì đúng rồi, mấy cái dòng này là phải ben cơ, chứ còn ben điện chịu không nổi đâu. Máy móc gầm cầu số, vỏ lốp rất đẹp luôn ha. Đây cái lốp xe cua cũng đẹp, nhưng đó chứ đừng nói. Đây này lốp xe cua trên này nè, những cái lốp xe cua còn đẹp nữa chứ đừng nói. Không, chứ không phải là lốp xe cua đẹp là em luộc đâu, không. Cái này em nấu không rồi chứ em không luộc đâu. 120 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn. Rồi xuống đây còn một nông trường xe đang chờ quý anh chị nè, tha hồ mà lựa chọn ha. Rồi cái xe này là cái xe dắt 7 tấn rưỡi nè quý anh chị, hạ tải còn 7 tấn 250. Đời 2015, xe zin hết cả xe, máy lạnh đồ đầy đủ hết. Thấy không? Máy lạnh đồ đầy đủ hết luôn. Thùng dài là 5m7 nha quý anh chị, tha 5 bựng mở hông. Tổng trọng tải xe này là 11 tấn nè, 11 tấn 7 nè quý anh chị. Xe này là máy 4.600 nha, máy lớn, máy 4.600. Cái này là máy phao nha quý anh chị, máy phao. Mà nếu mà nói về dắt, dòng dắt máy phao, máy quy chai, thì riêng mấy cái dòng đó máy là cực kỳ VIP rồi. Máy cơ nha. Đời 2015. Em bán cho quý anh chị, để lại cho quý anh chị là 230 triệu. Xe này thì vừa hết đăng kiểm xong, không cần nhìn cũng biết hết đăng kiểm rồi. Tại vì thấy xa xa là thấy số 5 là thấy bất mãn. Số 5 hay số 4? Số 4 hả? Số 4 càng mệt nữa. Rồi thấy số 4 là thấy mệt rồi. Hết đăng kiểm rồi. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Xe zin, máy lạnh đồ đầy đủ, đời 2015. Bao đăng kiểm mới. Xe này để lại cho quý anh chị 230 triệu. Và em nhắc lại, những cái xe nào mà bên em bán giá trên 200 thì em đều hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị luôn nha. Hỗ trợ ngân hàng, nếu mà quý anh chị nào mà thiếu tiền em sẽ hỗ trợ ngân hàng nha.
Rồi về dưới này. Cái này xe này là chiếc đó đây này quý anh chị. Đỏ đỏ xanh xanh cho mấy anh nó nhìn ngó một cái Mazda nè. 3. Cái này là Mazda 3 nè quý anh chị. 2016. Đời 2016 rồi đăng nói ký, tự nói luôn đi. Đăng ký lần đầu là 2017. Việt Nam có chiếc một à. Trời xe này Việt Nam đúng có, rồi, chiếc có chiếc một anh. Tại vì xe đẹp quá đúng không? Ngoài chiếc số 1 nó còn chiếc số 2 nữa. Ngoài chiếc số 1 còn có chiếc số 2 rồi N chiếc luôn. Rồi đời 2017 xe giá bán là 395 triệu. Còn bớt lọc lá một xíu xíu thôi, bên em là bớt lọc lá thôi nha. Cái xe này xét đăng kiểm là tới tháng 1 năm 2025. Còn nếu mà coi chi tiết, muốn coi chi tiết em này thì cứ liên hệ với em sẽ gửi thông tin qua. Thực ra du lịch em không có rành lắm đâu. Đụng xe nào thì em mua em bán xe đó thôi. Nhưng mà nó thật ra là mình nổ vậy thôi, chiếc xe này xe đứa em. Xe của con Caramel á, giờ nó kẹt tiền nó bán luôn á quý anh chị. Này giờ nó đi quay phim riết mà không có tiền. Nó đi quay hết cái này là em trả nó 200 ngàn. Mà hồi nãy giờ nó uống nước với hút thuốc là hết 190 ngàn. Còn 10 ngàn đem về cho vợ nó chắc chắn là không đủ trả tiền xăng nên bán luôn á. Rồi ai mua chiếc xe này là em nó bán thật luôn nha. 300 395 triệu đời 2017 Mazda 3. Cái form xe cực kỳ đẹp, xe VIP luôn, xe zin hết cả xe. Hình như xe này không phải chạy bằng pin đâu. Xe này chạy bằng dầu á. Chạy bằng điện. Chạy bằng điện. Đó. Đổ mưa rồi. Ăn rồi nói phét rồi, trời đổ mưa tới nơi mà còn nguyên một nông trường xe sợ quay không kịp. Taco Toner đời 2019 này quý anh chị, xe Ben nha. Xét đăng kiểm tới tháng 7 năm 2024. Xe này để lại cho quý anh chị là 115 triệu. 115 triệu xe zin hết cả xe. Rồi bên cạnh đó có tút tát sơ sơ chứ không hề tung đụng nha. Xe zin. Xe này không có máy lạnh đâu. Đời 2017 đời 2019 á 115 triệu. Taco Toner Ben, tải trọng là 750 kg nha. Tải trọng 750 kg. Xe này là về em đứng tên, ngay em đứng tên luôn rồi nha. Cho nên quý anh chị cứ về vấn đề pháp lý thì quý anh chị cứ yên tâm ha. Rồi Đông Ben đời 2018, tải trọng là 800 kg, thùng dài lọt lòng là 2m45. Thùng dài lọt lòng 2m45 nha. Xe zin cả xe, máy lạnh đồ đầy đủ luôn. Bao xét đăng kiểm mới, trợ lực, vô lăng trợ lực nha. Cái này là tay lái trợ lực. Đời 2018 để lại cho quý anh chị là 105 triệu nha. 105 triệu. Bao đăng kiểm mới nguyên 1 năm cho quý anh chị luôn nha. Rồi McRinter. McRinter 3 chỗ ngồi. Cái này tải van nè mà quý anh chị. Tải van 3 chỗ ngồi. Đời 2009. Xe này thì xét đăng kiểm là tới cuối tháng 6 năm 2024. Xe zin hết cả xe. Không nói chân tình luôn, xe zin thiệt mà. Máy zin luôn nha. Tải trọng em nó thì vô đối rồi, tải trọng là tới 1530 kg quý anh chị. Tải trọng là 1530 kg, một cái thùng em nó dài tới 3m2 mà. Xe này thì giống như một chiếc xe tải không hơn không kém. Nhưng mà tải van. Xe này zin hết cả xe luôn quý anh chị. Zin hết cả xe, máy lạnh là đầy đủ. Đăng kiểm thì đăng kiểm em bao đăng kiểm mới luôn, tại vì còn có mấy ngày nữa hết đăng kiểm em sẽ bao đăng kiểm mới, máy zin hết luôn. Thì xe này để lại cho quý anh chị là 175 triệu. 175 triệu nha. Rồi em đang bận có khách hàng gọi, cái em chuyển máy cho người chồng của em nó nghe cái. Đưa cho anh Hoàng gọi cho khách nghe. Khách gọi á. Rồi xin lỗi quý anh chị nha. Rồi tiếp em vô việc tiếp. Cái xe này là xe Đông Ben đời 2018 này quý anh chị. Tải trọng em này là 1,5 tấn nha. Tải trọng 1,5 tấn. Có máy lạnh đầy đủ hết. Xe cũng zin nhưng mà nó cũng hơi dập, em chưa có dọn. Thì xe này em bán rẻ thôi. Em bán là 110 triệu nha quý anh chị. 110 triệu. Xét đăng kiểm là tới tháng 11 năm 2024. Và xe này thùng kín, thùng dài 3m2. Tải trọng 1,8 tấn lẫn quý anh chị. Xe máy xăng nhưng mà trọng tải em nó là tới 1,8 tấn. Thùng inox, sàn inox 304 luôn ha. Xe này em bán 110 triệu nha quý anh chị. 110 triệu đời 2018 nha. Rồi tiếp đây là Mitsubishi. Xe này là tải trọng là 1,7 tấn. Thùng dài là thùng mui bạc nha. Xe này thùng mui bạc. Nhìn cứ tưởng là thùng kính nữa. Không, xe này thùng mui bạc, không có bẩn mỡ không thôi. Thùng ô tô tải có mui đó. Tải trọng là 1,7 tấn. Thùng dài lọt lòng là 4m4 chứ 4m4 lộn.
thùng dài lòng lòng 44 đời 2007. Xe này không có máy lạnh nha quý anh chị, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Xe này thì tới tháng 6 em sẽ bao đăng kiểm mới cho quý anh chị, 165 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn nha. Tổng trọng tải dưới 5 tấn luôn. Rồi tiếp đây là Thaco Olin đời 2017, máy 4GB1 nè quý anh chị. Thùng kín nha, xe này là thùng kín. Xe này thùng kín, inox sàn đấy, inox 304. Xe này xét đăng kiểm 1 năm luôn nè, tới tháng 3, tới cuối tháng 3 năm 2025 nữa quý anh chị. Xe này đăng kiểm còn rất dài ha. Cái thùng và cái dòng Olin này là có hai dòng, một dòng là thùng ngắn 2,4 tấn thùng ngắn và dòng 2,4 tấn thùng dài. Nhưng mà xe này là thùng dài nha, thùng dài. Xe này là tải trọng hạ tải còn 2,1 tấn. Thùng dài là 4,3 m. Thùng kín có cửa mở hông, thùng inox sàn đấy, inox nguyên một con luôn. Đời 2017, máy Isuzu máy cơ. Xe này để lại cho quý anh chị là 190 triệu nha, 190 triệu. Rồi tiếp đây là cái quay lại cái con Vim mà, xe Vim nè. Xe Vim này là xe Vim máy Hyundai HD72 nha quý anh chị. Xe này là Vim 5 tấn, tức là 4 tải trọng của em nó là 4,990 tấn. Thùng dài là 5,2 m, thùng 7 bửng mở hông nè quý anh chị. Thùng 7 bửng mở hông nha. Nhưng mà thùng này là thùng ngắn, thùng 5,2 m nha. Thuận tiện cho quý anh chị vô mấy cái cung đường hẹp hay là đi leo đèo leo dốc thì em này là đáp ứng nhu cầu của quý anh chị nè. Cái thùng 5 bửng mở hông. Cái xe này quý anh chị nào mà đi chở củi ha, hay là chở nông sản, tại vì chở nông sản thì nặng mà, mấy chở hàng nặng á, thì em này đáp ứng nhu cầu. Và đặc biệt cái em này là máy Hyundai HD72 nha quý anh chị. Xe này máy Hyundai HD72 đời 2015. Đời 2015 tải trọng là 4,990 tấn nha. Xe này là 4,990 tấn. Xét đăng kiểm rồi tới thay số 5 là thay rầu rồi. Thay số 5 là thay rầu rồi đó. Cái xe này là bao xét đăng kiểm mới cho quý anh chị 230 triệu nha quý anh chị. 230 triệu bao xét đăng kiểm mới 230 triệu luôn ha. Rồi tiếp đây nè, chú chà, xe zin hết cả xe. Xe em zin hết cả xe đây quý anh chị. Không mà zin á, chứ không phải tung đụng lên nè, không nhét vô cái zin liền không. Rồi cái này là dắt 6 tấn nha quý anh chị, thùng dài 6,2 m. Dắt 6 tấn thùng dài 6,2 m. Ở đâu đổ đi, đổ đi, đổ đi. À, mưa vô không? Không vô đâu. Rồi đang mưa nha quý anh chị, đang trời đang mưa một tí xíu. Rồi em tranh thủ em quay, em dầm mưa em quay cho quý anh chị luôn nè. Tại vì bây giờ mình kiếm tiền bất chấp thời gian, bất chấp không gian đúng không? Kiếm tiền mà. Rồi, cái xe này là xe dắt đời 2014. 6 tấn thùng dài. Anh Hoàng ơi. Anh Hoàng lấy cái nón cho thịt nó đội cái. Thùng dài lọt lòng là 6,2 m nha. 6 tấn thùng dài lọt lòng 6,2 m. Xe này máy 4,600 luôn. Máy 4,600. Xét đăng kiểm là tới tháng 10 năm 2024 nha. Lâu lâu mà thấy cái số nó dài dài là em mừng lắm, chứ còn thấy số 5, số 6 là em rầu lắm luôn. Cái này là xét đăng kiểm còn rất dài, tới tháng 10 năm 2024. Thùng dài lọt lòng là 6,2 m nè. Tải trọng là 6 tấn nha. Tổng trọng tải là 10,7 tấn. Đời 2014, xe zin máy lạnh đầy đủ. Cái này là bung ra thôi, chứ xe zin đó, em cam kết với mấy anh chị là xe zin nè. Cái này là bung ra, bung cái keo ra, nó gãy cái ngàm rồi, cái này bằng mũ mà. Cái này là body kit. Body kit. Body kit. Thôi, đúng dân xe hơi nói chuyện toàn body kit rồi. Cruise control. Xe tải có cruise control mới chịu. Không mà cái xe Olin hồi nãy là có cruise control thật. Không, lên em nhìn biết mà. Thì anh không biết nghe chủ xe báo vậy đó, mình chỉ nghe theo chủ xe chứ đâu biết đâu. Rồi cái xe này vô quay về việc ha, xe này 230 triệu nha. À quên, 240 triệu nha, em lộn, em nhầm. 240 triệu cho quý anh chị nào lựa chọn đời 2014 dắt. Thùng dài 6,2 m, 6 tấn nha. Rồi xe đó có máy lạnh đầy đủ luôn. Rồi xe này nè, hot nè, em hot nè. Vim 3,49 tấn, thùng dài lọt lòng là 6,2 m. À đúng rồi, xe này thùng dài lọt lòng là 6,2 m. Thùng 5 bửng mở hông nè. Máy Hyundai HD72 nè. Cực kỳ khỏe luôn. Đời 2015. Xét đăng kiểm là tới tháng 7 năm 2024 nha. Định vị phù hiệu đầy đủ, xe có máy lạnh đồ đầy đủ luôn. Xe này quý anh chị nào có nhu cầu em để lại cho quý anh chị là 240 triệu nha. 240 triệu luôn nha. Cái Vim máy Hyundai HD72. Rồi tiếp đây nè. Bên này là cái xe Ben Trường Giang. Tải trọng là 3,45 tấn. Xe này tải trọng 3,45 tấn nha quý anh chị. Xe này cái thùng của em nó là chở được 5-6 khối luôn á. Tại em này đi vỏ chính.
tải trọng xác xe không là hết 6 tấn nha. Xác xe á, cái xác xe không là 6 tấn nha quý anh chị. Đi máy lớn, máy 4002, xe này đi máy 4002 nha. Còn đi lốp là đi lốp 920 á, là đi lốp lớn. Tức là xe này là xe dòng xe lớn nha, tải lớn nè. Nhưng mà tải trọng em này chỉ có 3 tấn 45 thôi, 3 tấn 45 dòng lớn nha. Thì xe này là Trường Giang đời 2011. Em để nguyên quý anh chị nào mà về chạy hầm. Tại xe này là bỏ đăng kiểm có mấy năm rồi. Bỏ đăng kiểm là năm 2020. Xe này bỏ đăng kiểm năm 2020. Xe này quý anh chị nào mà lấy về chạy hầm và không cần đăng kiểm, em để lại cho quý anh chị chỉ có 100 triệu thôi. Còn nếu quý anh chị nào có nhu cầu bao đăng kiểm mới là 130 triệu. Xe này là bên em đứng tên rồi. Rút hồ sơ bên em đang đứng tên. Rồi tiếp đây cái Libero nè. Chú cha quay phim mà mấy ổng dở lên như dày sao nhìn chán quá. Đây cái xe này là xe Libero nha. Hyundai Libero 1 tấn thùng lửng nè. Đời 2006, xe này thì em đang dọn, nhân tiện đây thì giới thiệu luôn. Xe này đời 2006, Libero bao đăng kiểm mới, bao dọn thì khi dọn xong mới đi đăng kiểm mới đúng không? Xe zin có máy lạnh đầy đủ, trừ những chỗ không zin thôi. Nói chung là cơ bản là nó zin hết. Rồi xe này để lại cho quý anh chị là 135 triệu, trời đang mưa em tranh thủ muộn nhanh một tí xíu. Quay ngược lại đây thì Thaco Olin 450A đang làm đồng, thùng 5 bửng mở, đời 2015. Xe này tải trọng là 5 tấn 2. Xe này để lại cho quý Olin nha, Olin 450A. Thì xe này để lại cho quý anh chị là 270 triệu. Bao dọn dẹp sạch sẽ, làm hết bao đăng kiểm mới hết toàn bộ cho quý anh chị nha. Rồi sau khi xe lên xe thì sau khi dọn xong thì quý anh chị sẽ thấy xe rất đẹp. Còn về cái cánh dưới này thì cái xe này nói chung là nó còn lởm khởm nhiều lắm. Nhưng mà đang dọn cũng có khách vô để chốt xe. Cái này là SQM máy Isuzu máy cơ. Tải trọng là 1 tấn 7, thùng dài 4m4. Xe này thùng kín inox, sàn đáy inox, nguyên một con xe zin. Này là tút tát sơ sơ nè. Chứ còn xe này thì xe zin, tức là xe zin là không hề va chạm tung đụng nha. Nhưng mà mục là có. Xe này là mục là có. Máy lạnh đầy đủ nội thất đẹp. Bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. 158 triệu nha, 158 triệu. Rồi Isuzu đời 2007 máy 4003. Xe này cũng đang dọn luôn. Sau khi dọn xong 165 triệu bao đăng kiểm mới, thùng dài 4,5 m. Thùng có cửa mở hông nhưng mà thùng mui bạc nha. Xe này thùng mui bạc, bao đăng kiểm mới. Rồi cái xe Vinasuki chồng đi vợ đẩy, rồi cái này giờ đẩy không nổi nữa, em đang cắt phế liệu không bàn tới. Này cắt phế liệu bán luôn. Rồi Kia K3006SB. Xe này thì tải trọng là 1 tấn 8 quý anh chị. Xe này tải trọng 1 tấn 8, thùng kín, thùng dài lọt lòng là 3,4 m. Xe này tải trọng 1 tấn 8 đời 2004, bao đăng kiểm mới cho quý anh chị. Tại cái này đăng kiểm cũng còn tới tháng 6, nhưng mà tới khi em dọn xong là hết đăng kiểm 100%. Cho nên em còn sơn lại đầu cabin nữa. Sau khi làm xong bao đăng kiểm mới cho quý anh chị, để lại cho quý anh chị, xe này có máy lạnh đầy đủ luôn nha. Đời 2004 tải trọng 1 tấn 8, Kia K3006SB. Để lại cho quý anh chị là 98 triệu nha. 98 triệu đời 2004 á. Rồi xe này có người đặt cọc rồi. Rồi tiếp xe này nè, Vimoto máy Kia. Xe này Vimoto máy Kia tải trọng là 1 tấn 99, tổng trọng tải là 5 tấn 1 nha. Thùng dài lọt lòng là 4,4 m. Xe có cửa mở hông, thùng kín, xét đăng kiểm là tới tháng 6 năm 2024, tức là còn tầm 1 tháng nữa hết đăng kiểm. Xe này đời 2014 máy lạnh, xe zin. Để lại cho quý anh chị là 140 triệu nha, 140 triệu. Hyundai đời 2010. Đời 2010, xét đăng kiểm là tới tháng 9 năm 2024, có máy lạnh đầy đủ. Xe này là xe zin nhưng mà em có tút tát lại sơ sơ rồi đó. Nhưng mà đâu sơn lại nhiều lắm luôn chứ không phải là sơ sơ nữa, quên. Trời mưa nói gấp đi. Xét đăng kiểm còn dài, thùng kín inox, máy lạnh đầy đủ đời 2010, cuối cùng của máy cơ. Hyundai H100 này là cuối cùng của máy cơ nha. Tấn 25 tải trọng, hạ tải còn 1 tấn 1. Quý anh chị nào có nhu cầu để lại cho quý anh chị là 140 triệu nha, 140 triệu. Rồi rồi, mấy chiếc này là hên quá, người ta đặt cọc hết trơn rồi cho nên hết thời gian. Rồi, cảm ơn quý anh chị theo dõi hết cái clip này. Quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì thương tình em Út nó đang trời mưa, đăng ký kênh cho em nó nha. Rồi có nhu cầu quý anh chị cứ gọi cho em cái số hotline 0977317268 hoặc là cái không, hoặc là kết nối Zalo với em cái số hotline 0933780102.
hoặc là em mời tới cái địa chỉ của em là 2123 Đoàn Văn Cự, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha. Lên tới đây để thử xe. Em còn cái bãi xe của em còn tới mấy hecta để quý anh chị chạy thử. Rồi, cảm ơn quý anh chị thật là nhiều. Trời đang mưa em bỏ chạy đây. Cảm ơn, bye bye.